Bí quyết dạy con đắt giá của những người giàu nhất thế giới. Chúng ta luôn thắc mắc những đứa trẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng thì được dạy dỗ như thế nào. Bí mật này đã được những người giàu nhất thế giới có con cái thành đạt chia sẻ với tác giả cuốn sách Bẻ khóa bí mật tư duy triệu phú. Dưới đây là một số gợi ý của họ trong việc nuôi dạy con cái của mình. Đừng bao giờ nói với con rằng cha mẹ chúng giàu có, cho dù bạn giàu có, nhưng hãy dạy con nếp sống kỷ luật và tiết kiệm. Đảm bảo rằng con bạn sẽ không nhận ra bạn giàu có cho tới khi chúng hình thành được phong cách sống chín chắn, có kỷ luật và trưởng thành, nghề nghiệp ổn định. Hạn chế tối đa việc thảo luận về những thứ mà mỗi người con hay người cháu sẽ được thừa kế hoặc được nhận. Đừng bao giờ cho tiền hoặc tặng con cái đã trưởng thành của bạn những món quà đắt tiền như một điều kiện trao đổi. Không can thiệp vào các vấn đề trong gia đình riêng của con. Đừng cố gắng cạnh tranh với con mình. Luôn nhớ rằng các con bạn là những cá thể riêng biệt. Đề cao thành tích mà con bạn đạt được, bất kể thành tích ấy nhỏ bé đến đâu, không phải vì đấy là biểu tượng cho thành công của con bạn hay của chính bạn. Hãy nói với con bạn rằng còn rất nhiều thứ đáng giá hơn tiền bạc. Có thể xem Bẻ khóa bí mật tư duy triệu phú là một công trình nghiên cứu nhằm khám phá những bí ẩn của việc tích lũy của cải từ những người giàu có nhất thế giới và con đường làm giàu của họ. Qua đó, bạn đọc sẽ được tìm hiểu thêm những đặc tính chung của các triệu phú và ứng dụng vào cuộc sống của mình để bắt đầu làm giàu và vươn đến sự độc lập về tài chính.